Cửa hàng. Được quá nha. Người quen. Hello, nice to meet you. Mày thi công cho tao quả quả mùa view đi gái nhá. Anh đang làm gì đấy đấy? Làm việc. Anh làm việc gì đấy? Việc làm sao đấy? Em rất thích cái việc mà anh đang làm đấy. Tôi thì lại không thích cái việc cô đang làm đấy. Em lại rất thích cái việc mà anh không thích em đang làm đấy. Ngáo sơ à? Bình thường. Sao anh không add Facebook em? Không biết dùng điện thoại. Đáng yêu. Giờ mà còn người không thích dùng điện thoại. Nhưng mà chả sao, chẳng áp được để ngày lại thì có lý do đến đây gặp anh. Ôi ôi, Bảo ơi, xe sửa trong chưa? Đã bảo gì đâu mà sửa. Trời ơi. Anh. Sao? Thôi đừng sửa xe nữa. Sửa trái tim em được không? Bảo ơi, bổ vào máy này cho tao cái. Ơ kìa, anh. Nhanh cái tay lên đây, từ sáng ra không xong. Bình tĩnh anh. Mày cãi trong phòng. Dung ơi Dung. Còn nói chuyện làm đi. Dung. Cửa à? Cửa quen. Xin được biết à? Con mùng thuê. Ủa kìa, mấy đứa kia, dậy tao bảo. Đi ra đây, cầm mít đồ ra đây, cầm mít đồ ra đây. Đấy, phòng thủ. Có biết à? Ừ. Địch đến thì mà bảo vệ tao chứ đi đi. Gái xinh mà. Đi ra đi, mày bị điên à? Baby ơi. Baby à. Baby ơi. Trời ơi, có bị giở người à? Đến đây làm cái gì? Em đến đây để sửa xe. Này, một bừa hai phải thôi nhá. Đây nó là cơ quan đoàn thể chứ không phải là cái khu vui chơi giải trí là cô đâu mà cô đến đây cô Lasca. Ai Lasca đâu, em đến sửa xe thật mà. Không ai sửa đâu cả. Có thằng nào sửa không? Không. Tiến Phong. Sửa à? Sửa thôi. Em đến đây chơi. Em mang bánh cho mọi người. Này, bọn này không dễ dụ đâu nhá, dăm ba cái. Tao cấm thằng nào ăn đấy nhá. Ôi, đừng tưởng vì mấy cái bánh mà đòi mua chuộc con này nhá, không có đâu. Ngon mà. Ngon nào? Ngon. Ngon được không? Ngon. Vào phòng dùng ơi. Vâng mọi người. Mày điên à? Mày lấy bố là khó khăn là thật kia. Anh ơi, nhưng mà bánh ngon cực đấy ạ. Mày chỉ biết hốc thôi à? Hả? Ui ôi, không ăn. Này! Có môi mình bánh với bụng bằng hả? Nói cho biết nha, đây thích đằng ấy, muốn đằng ấy nhìn xem mặt môi xấu xí chỗ nào không? Cáu skình ấy. Tính cách thì dễ thương, dạo diện chẳng có gì chê cả, cứ bùng bằng mãi nhỉ. Mồm hơi choe. Không ăn. Hả không ra? Không sẵn mà lại... Hả? Rượu mời, thích uống rượu phạt à? Chùa thế, không ăn nữa. Nói luôn đi. Rượu. Đi đi. Đi uống rượu. Không có đâu. Ôi thôi, mày lại tới. Có bị điên là đến đây với gì á? Ngáo à? Thích. Thích thú cái gì? Thích đến đây, thích như vậy đấy. Thích đằng đấy, mai lại tới. Ngày kia cũng tới, ngày nào cũng đến lại ở lì như vậy đó. Ôi ôi, thần kinh mất rồi. Ờ, thần kinh đó, bởi vì thích đằng đó đó. Mấy giờ đi?